Chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ cho các bạn coi một sự ngụy trang rất là tài tình của các loài sâu ha. Thì đây là một cái sâu ăn lá trên cây ổi. Đây ha, thấy, bạn thấy không? Đây là con sâu ổi nè. Phèn thì chỉnh hơi nó mờ từ xíu lên. Đây nhìn, nếu mà nhìn từ xa thì mình sẽ không nhận biết đâu, nó rất là giống như cái đọt ổi. À, ha. Rất giống. Hơi mờ ha con ha. À, đây và nhìn ha, tay mình chỉ ha, sẽ thấy là cái đây, đầu tiên chúng ta sẽ thấy là giống như rất rất giống ha, rất giống là cái đầu ổi, nhưng mà thật sự nó là con sâu đó các bạn ha. Đây đó, đây là mình đụng ha, chúng ta sẽ bứt nè, bạn xem ha. Đây bứt ra nha, đây đây ha. Đằng sau ha, đây cái chỗ nãy mình hay một con nữa đây. Đó. Bắt nó thôi, đây, đó. Ha, rất giống ha. Ồ. Đây. Nó con người nữa rồi. Đây, con thấy không? Đây. Đây một con nữa, con nãy mình coi ha, đây nè. Đây. Mà xem ha. Ba con đây, ba con sâu ổi ha, rất như không ngụy trang rất là tài tình, y chang như là cái đọt của cái cây ổi luôn. Đây bạn xem là nó, nếu mà để vô vô đọt là gần như rất là giống ha. Đó, rất giống đọt ổi luôn, quá tài tình.